màn chào xuân không thể đoán trước được. Xin chào con. Con có thể giới thiệu tên và tuổi của mình không? Xin chào cô Hai Ly. Con chắc là phải tháo mắt kính thì con mới thấy rõ. À rồi. Đúng rồi. Con chào cô Hai Uân. Thích ai chào đúng từ. Con chào chú Trưởng Thành. À, cảm ơn con. Con chào cô Sam. Hay quá, mẹ biết em rồi. Tưởng đi mặc bộ đồ màu hồng ra chào đúng cô Harry Won mặc đồ màu hồng thôi. Thiệt, tại vì màu hồng với nhau nữa chứ. Cái sự bling connect bling. Đúng không ạ? Dạ, nó có cái connection chứ. Em tưởng diễn thời trang đó. À, bây giờ con bao nhiêu tuổi nè? Con 6 tuổi. Con tập võ này được bao nhiêu lâu rồi? Hơn 15 rồi. Ồ, con ơi, bộ đồ này là ai chuẩn bị cho con võ? Cậu con. À, cậu con. Ui, mà mặc đồ rất là Hàn Quốc đó nha. Dạo này Hàn Quốc cái thời trang vậy đó. Hồi nãy ra, cái là bà Harry mới quay qua bà hỏi tôi cái này là nhảy hay gì anh? Cái đó nó không, múa côn. Tự nhiên có hai cái côn ở đầu hai bên sân khấu bay lên và bé chụp bé múa thì không biết cảm xúc của bé chị Sam như thế nào. Cảm xúc của bé Sam. Không, nghe nào, kìa bé Sam riết quen. Quen. Cái điểm chị bất ngờ nhất là hai bà biên tập hai bên mà thảy cái côn vô đó. Là mình bị bất ngờ nhưng mà con cũng rất là nhanh con chụp được và con thực hiện tiếp tục cái bài múa của mình. Cho cô Sam hỏi nè, cái mắt kính á là con đeo á là vì lý do gì? Là con muốn đẹp thôi hay là con thấy đeo vậy mình sẽ tự tin hơn, mình sẽ đỡ ngại hơn để mình múa nó tốt hơn? Để múa tốt hơn. À, đeo vào múa tốt hơn, tự tin có cái thần thái hơn hả? Không phải. Nãy ra cái ông đạo diễn mở đèn sáng chói mắt ghét đeo vô múa cho nó đã. Nhiều khi này cũng bảo hộ anh múa côn mà múa hai tay chứ phải múa một không tay phải đâu. À. À, không phải ạ. Không phải ạ, chứ sao con? Chỉ cho nó đẹp thôi ạ. À. Cho đẹp thôi. Cho nó đẹp thôi, siêu ngầu thôi. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Thứ tư hàng tuần, đừng quên đón xem siêu tài năng nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.